Ok, next one. À rồi, bây giờ banh. Vậy thì nãy giờ banh nè, banh một mình nó cũng chơi được nhiều trò. Banh kết hợp với bóng rổ cũng chơi được nhiều trò. Banh kết hợp với robot hand mình cũng thì có thể chơi được nhiều trò khác nhau. Hoặc là mình cho học sinh là nếu mà giáo viên nào giàu thì có thể cho học sinh pass, đưa qua kẹp cho bạn kia truyền bằng robot hand, ví dụ như vậy. Nếu mà giàu, ok rồi. Bây giờ mình có que gỗ ạ. Mọi người chơi được trò chơi gì với que gỗ này? Chơi được trò gì với que gỗ? Ít nhất là 10. Viết từ lên que. Rồi sao nữa ạ? À đúng rồi. Bóc từ nào thì đọc từ đó cũng được. Bây giờ mình sẽ đọc như thế nào? Mình phải làm thế nào cho bây giờ gì? Bóc đọc. Mình phải nghĩ ra kỹ hơn là đọc xong rồi làm gì, làm thế nào để tính được là đội nào như thế nào thế nào. Vậy thì mình cho ví dụ 30 giây. Bạn này chạy lên bóc một từ, đọc hoặc đánh vần một từ. Ví dụ bạn này chạy lên bóc được từ shark, S-H-A-R-K, shark, bỏ xuống. Bạn khác chạy lên, tức là đánh vần xong thì bỏ xuống trong vòng 30 giây. Đếm đội nào đánh vần được nhiều từ hơn, đội đó thắng. Đúng mà, ok. Rồi, gì nữa ạ? Shapes, oh yeah, to create the shapes. Chúng ta có thể làm letters nè, làm shapes nè. Một số letter thì có thể, một số letter thì không. Thì học sinh có thể đưa cho học sinh cái que gỗ. Que gỗ thì nó rẻ, nói chung là 50 cái, như 15, 20 nghìn gì đó. Thì tức là học sinh có thể phát cho mỗi bạn mấy cái là để tạo thành letter A, letter C, đội nào. Nhưng mình phải tính nè, tức là làm xong thì thi đua kiểu gì, làm theo đội. Ví dụ nhóm nhỏ 4 bạn, khi nào mà 4 bạn làm được 4 letter A thì nhóm đó thắng. Đúng không ạ? Thì say bingo thì nhóm đó thắng. Tức là học sinh phải gì? Phải giúp đỡ lẫn nhau. Mình làm xong chữ A thì mình phải giúp bạn kia làm chữ A để đội mình cùng thắng. Rồi, gì nữa ạ? Count the number. Học về numbers nữa mà. Rồi, bây giờ nào. Học về number thì đếm, đếm. Bây giờ mình chơi trò chơi lucky game. How many? 10, you say 10. Rồi, cược này, bạn này nói 10 này, bạn nói gì? Mọi người là học sinh sẽ engaging. Cũng là học số, nhưng mà engaging. Ê, có bạn này 10, bạn nói 8. Còn bạn nào cá cược lần này không? How many? 14, 11, 15. Rồi, hoặc là mọi người sẽ cho học sinh chơi là viết cái số của mình nghĩ lên bảng, đưa lên. Thì nó sẽ làm căn cứ hơn cho bạn này nữa. Nãy bạn này nói 10, xong tới hồi cô đếm ra 12, cái nãy cũng nói 12. Học sinh nó nghe, có nó nghe. Nên là mình cho mỗi bạn một cái dơ lên để cho mình biết đếm. Now, let's count. Mình đảm bảo là khi mình chơi cái này, học sinh đếm một cách rất tập trung luôn. Bởi vì lỡ đoán trước đó rồi, thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. You, 1, 1, 1 sticker, 1, 1, 1, very good. Đó, tương tự như vậy ạ. How many? Five. Oh, very good. You look so good. Rồi, mình tùy vào cái level của học sinh mình đang học, cái phạm vi số mấy. Mà học sinh không đếm nhanh bằng mình đâu, không học sinh nào như chị Bích đâu. Học sinh nhau đưa trước mặt đây còn đếm chưa được nữa. Ok, so we have games like that, right? Cũng là số, nhưng mình sẽ có những cái hoạt động khác nhau về số. Hoặc là làm cái số cũng được, làm thành cái số 5 cũng được. Rồi, guess how many. Rồi, hoặc mình sẽ chơi trò chơi với ngữ pháp ạ. We have the word here, right? And then you with the adjective, you with the noun, and you with the verb, your team. Six, maybe six. Six of you, one team. One, two, three, four, five, six, one team. And one, two, three, four, five, six, seven, one team. Okay, so you are team. Verb. You team. Now, you team. Adjective. Now, I have the stick here. I want you to go and find. Is it for team verb? So one of you come here, pick a verb and put it in the basket. Okay, until everything left, let's count. In 30 seconds, which team can collect all of the things? Bây giờ mục tiêu của trò chơi này là vì sao? Trước đây mình chơi trò chơi này rồi, nhưng mà sao nhớ không? Nhưng mà nó bị lộn xộn từ. Bây giờ mình không muốn ngồi xếp lại, mình muốn cho học sinh chơi trò này. Đúng không ạ? Mình không muốn xếp lại cho học sinh chơi trò này. Và một cái lý do nữa là học sinh cũng cần phải nhận biết identify được nó là cái gì. Ready? Yes. One student for a team. Mỗi phải phân công bạn nào lên trước này, tông nhau là mệt lắm nè. Mấy cái trọng lượng 50-60kg này mà tông nhau là mệt lắm nè. Finish. Đúng rồi, mỗi người một lượt lên bóc một cái của mình, sau đó lên trả lại. Rồi, phân công được ai lên đầu tiên chưa? Go. Lên rồi mới biết mình là gì. Sit down. Oh. Rồi, bây giờ mình kiểm tra như thế nào ạ?
Chơi xong mình phải nghĩ làm thế nào để kiểm tra chứ. Kiểm tra như nào? How many, đúng rồi, hay how many, gì nữa ạ? How many mà chắc gì trúng? Yeah, make a sentence cũng được. Read the word aloud, very good. So your team, raise a stick and read the word aloud. So everybody can check. Tức là ví dụ như bạn đọc từ dance thì mình đúng. Nhưng mà đọc từ beautiful là sai, đúng không? Thì các đội sẽ đọc to lên lần lượt từng cái một. Ok, đó là cách check. Rồi bây giờ, vấn đề là khi mình đã làm ra một cái gì thì mình mong muốn là dùng được nhiều lần. Đúng mà. Rồi bây giờ, now, I want you to pick a verb. Pick a verb. Watch. Pick a noun. Nurse. Nurse. Pick an adjective. Cheap. Okay, now make a sentence with those three. Nurse, cheap, nurse, watch. Discuss at a team. Yes. That nurse has a cheap watch. Oh, very smart. 1 point for your team. Excellent, right? Next one. Give me a verb. Hồi lên này trong bệnh viện hay sao nhỉ? Doctor, sturdy, tired. Bingo, bingo. Yeah, yeah, say bingo, say bingo. Yeah, yeah, she say bingo. The tired doctor is studying. Oh, the tired doctor is studying. Very smart, right? So we have the grammar lesson. This is what we call the crazy sentences. Hoạt động này gọi là the crazy sentences. Đặt câu dựa trên những gì mình có, okay? So we have those things.